Quang Đỗ xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách thành phố theo chỉ thị 16 của Ủy ban thành phố đưa ra. Rồi tôi cũng xin giới thiệu cho các bạn một số cung đường của thành phố vắng vẻ, rất vắng vẻ trong 0 giờ của ngày 9 tháng 7 hôm nay. Ở đây là cái trục giao lộ giữa đường Lê Vũ và đường Master. Đối diện trục lộ này là Dinh Độc Lập của Sài Gòn các bạn.
Ban Đầu xin trở lại chúc mọi người trong phòng chống dịch bình an, vui khỏe.